Hello các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn món làm chà bông gà đơn giản bằng gà quay của Mỹ đó các bạn. Và đây là những nguyên liệu của mình sẽ làm ra cái món gà này ha các bạn ha. Thì trước tiên là mình cần phải có một con gà này các bạn, mình ăn thì cũng một bên rồi, hết rồi một cái đùi rồi, bây giờ còn dư thì mình sẽ làm chà bông đó các bạn. Và đây cần phải có dầu ăn ha, bột tỏi và muối tiêu đường. Rồi tí xíu hành phi nếu các bạn có, và tí xíu cần một củ hành nhỏ và xì dầu. Thì bây giờ mình có tất cả các nguyên liệu rồi thì mình bắt tay vào mình làm luôn nha các bạn nha. Bây giờ mình đi xé gà. Xé xong hết thịt gà rồi nè các bạn. Đó, mình xé xong hết rồi thì bây giờ thì mình cho muối tiêu đường ha các bạn ha. Mình cho một tí xíu muối thôi, mình năm nay mình dùng muối hồng á cho nó bớt mặn. Thì muối tiêu đường mình trộn đều hết rồi mình đổ vô đây luôn nha các bạn. Rồi sau đó rồi bây giờ mình cho cái nước tương vào. Cho trước một tí vậy thôi các bạn, lát nữa mình nếm coi có vừa không á, nếu mà thấy lạc thì mình cho thêm ha các bạn ha. Mình cho một tí vậy vào trước cái đã, rồi bắt đầu cái mình sẽ cho cái bột tỏi này vào luôn. Rồi bây giờ mình chỉ việc mình trộn nó lên, rồi mình để đây, rồi mình qua bên kia bắt đầu mình bật bếp là vừa rồi đó các bạn. Xào cái hành nó nãy giờ nó cũng mềm mà là các bạn nó thơm, rồi bắt đầu mình cho hết tất cả các gà mình xé mình ướp á, mình cho vào hết luôn. Rồi bắt đầu mình đảo nó tí xíu ha các bạn ha, đảo với cái lửa nó lớn tí xíu á, cỡ 5 phút thôi. Rồi sau đó bắt đầu mình hạ bếp xuống. Các bạn mình đảo được 5 phút rồi đó các bạn thấy bắt đầu nó cũng hơi khô, tự nhiên mình làm mình thấy cái tay mình đảo nó nhẹ hơn lúc hồi nãy tí xíu á, và thấy nó hơi xém xém rồi thì bây giờ mình giải nó ra vậy nè các bạn. Đó, giải nó ra tí rồi giờ mình bật bếp nhỏ lại, thì giờ cái bếp của mình là có 9 nút á, thì mình mở cỡ số 2 đó các bạn. Rồi mình dạt nó ra vậy cho nó khô khô tí, rồi cứ 5-10 phút mình lại đi ra mình đảo một lần. Đấy, mình để vậy là được rồi nè. Đó. Rồi 5-10 phút nữa mình quay lại nha các bạn nha. Các bạn 5-10 phút rồi nè. 10 phút rồi mình quay lại đó các bạn. Thì giờ mình làm đảo mà các bạn thấy không? Nó bắt đầu nó khô hơn rồi. Mình trộn đều nó lên một tí. Mình lại đảo nó vậy nè. Đó, xong rồi bắt đầu mình
dạt nó ra. Rồi, để tiếp tục nhảy tiếp nha các bạn ha. 10 phút nữa mình sẽ quay lại nữa. Mà mình cũng nãy giờ mình cũng đảo qua đảo lại cũng được 4-5 lần rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình cũng đã thấy nó khô rồi nè. Nói mà thì khô, muốn khô bao nhiêu thì tùy vào mỗi gia đình ha các bạn ha. Nếu muốn khô hơn thì làm thêm, mình thì thấy như vậy là vừa rồi. Thì bây giờ xong rồi thì bắt đầu mình cho luôn cái hành phi á các bạn. Mình cho vào hết luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mình bật lửa cho nó lớn lên tí xíu nữa ha các bạn ha. Thì nhà mình có 9 nút thì mình bật số 6 đó. Thì bây giờ bắt đầu mình lại đảo nó lên thêm một lần nữa trong 5 phút đó các bạn. Cho nó đều hết các hành phi này nọ là xong luôn rồi. Đó, mình đảo một tí xíu như vậy nữa. Cả 5 phút nữa thôi là được rồi. Món này là mà mau á các bạn ha. Món này mình ăn chung với cơm cũng ngon, ăn bánh mì hoặc ăn xôi đều ngon hết và rất là tiện luôn. Làm bằng gà nướng của Mỹ đó thì rất là tiện, mình không cần phải rửa gà luộc gà gì hết, cứ xé mua con gà có 5 đồng à, xé thịt ra rồi là mình làm ra thành chả bông gà mà thơm nữa. Đó, vậy là xong rồi đó các bạn. Đây là thành phẩm trà bông gà, mình làm bằng gà quay của Mỹ đó các bạn. Làm rất là nhanh luôn ha các bạn ha. Nếu mà các bạn có thích món này thì các bạn làm thử cho gia đình ăn nha. Món này mình có thể ăn với cơm nè, ăn với bánh mì hoặc là ăn với lại xôi cũng rất là ngon và làm cũng rất là nhanh luôn. Mình mời các bạn dùng bánh mì gà với vợ chồng mình trưa nay. Mình mời các bạn.